Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện Ưng tá như thị quán Kinh Kim Cang Giảng Ký Tập 72 Người giảng Lão Pháp Sư Tình Không xin mời xem một đoạn dưới đây tất tu đa độc đại thừa thân cận thiện tri thức chỉ thị tu học môn kính câu nói này không quá dễ dàng lý giải tất tu đa đọc đại thừa có phải là đem tất cả kinh đại thừa đều lấy ra đọc không nếu như chúng ta thể hội như vậy là sai rồi đa đọc đại thừa là đọc nhiều một bộ kinh đại thừa tôi kính khuyên các vị đồng tu đọc kinh vô lượng thọ Trong ba năm Nhất định phải tụng xong ba ngàn biến Là đa đọc Không phải bảo bạn kinh gì cũng đọc Đó là bạn đọc loạn cả rồi Đọc một bộ kinh Thâm nhập một bộ Bạn mới có thể giàu được Bạn muốn hỏi đạo lý gì vậy Bạn nghĩ xem Mục đích tu hành của chúng ta là ở chỗ nào vừa rồi mới nói nguyên lý nguyên tắc ở chỗ nào vậy nguyên lý nguyên tắc là ở lìa tứ lìa niệm bạn thử nghĩ xem bạn tụng một bộ kinh tâm dễ dàng thanh tịnh hay là tụng được mấy trăm bộ mấy ngàn bộ tâm của bạn sẽ thanh tịnh khi so sánh như vậy chẳng phải đã rõ rồi sao Chúng ta gần gũi thiện tri thức Bạn thử nghĩ xem Gần gũi một vị thiện tri thức Tâm dễ dàng thanh tịnh Hay là gần gũi rất nhiều rất nhiều thiện tri thức Tâm dễ dàng thanh tịnh hơn Một vị thiện tri thức dạy bạn đi một con đường Hai vị thiện tri thức Con đường đó tôi không tán thành Tôi dạy bạn đi con đường này Ba vị thiện tri thức Hai người họ đều có vấn đề tôi dạy bạn đi theo con đường này bốn vị thiền trí thức thì đem bạn đặt ngay ngã tư đường không biết theo ai bạn đi đường nào tốt không biết đi đường nào cho nên các vị nhất định phải biết đọc tụng đại thừa là chọn một loại trong kinh đại thừa thâm nhập một môn thiền trí thức gần gũi một vị không được phép nhiều nhiều là hỏng ngay Người hiện nay So với người xưa Môi trường Quả thật có hơn kém khác nhau Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển. Chúng ta có kinh sách thuận tiện. Muốn cần sách gì đều có sách ấy. Ngay cả muốn cần một bộ đại tạng kinh cũng không khó đều có thể đạt được. Người trước đây đâu dám động cái ý nghĩ này một bộ đại tạng kinh đây là việc lớn bằng trời tạng kinh từ đâu mà có vậy do hoàng đế ban tặng bạn ở nơi này có đạo tràng lớn có cao tăng có đạo có người tu hành chân chánh pháp duyên rất thù thắng Chỗ này mới báo đến chỗ hoàng đế Hoàng đế phê chuẩn Ban tặng một bộ đại tặng kinh Đó là sự dinh hiển cao nhất Của cái nơi này Bản kinh đó mỗi người đội ở trên đầu Đội lên để tiếp nhận quan nghênh Thông thường một tỉnh Mới chỉ có một vài bộ Đại Tạng Kinh Chứ đâu có nhiều như vậy Hiện nay Bạn thấy ở Đài Loan Cái hoàn cảnh này Hầu như trong mỗi một gia đình học Phật Đều có một bộ Đại Tạng Kinh Mỗi nhà đều có Mỗi nhà có để làm gì vậy? Để ở nơi đó cúng dường không có người xem Đem về nhà để cúng dường Trước đây có được không dễ dàng Là báo vật hiếm có Người xem rất nhiều Bản thân bạn nếu muốn có Một bộ kinh điển Thì phải chép Nếu bạn không chép Làm gì có được cho nên tự mình đến lầu tàng kinh chùa chiền Để mượn kinh về chép Thông thường Kinh trong lầu tàng kinh Bình thường không được phép ra khỏi cửa Bạn ở trong lầu tàng kinh mà chép Mỗi ngày vào trong đó mấy giờ để chép kinh Thế thì hiện nay vì phương diện này Chúng ta thắng duyên hơn người xưa Thắng duyên hơn họ Nhưng mà về tu học Gần gửi thiện tri thức Thì chúng ta thua rất xa Không bằng người xưa Hiện nay diện Phật học lập rất nhiều Ở trong diện Phật học khóa trình Môn học rất nhiều Thầy rất nhiều Tôi vào diện Phật học Khi tôi lên lớp tôi giới thiệu với học sinh Tịnh độ hay Tới môn học kế tiếp Một vị Pháp Sư khác vào lớp Tôi ở bên cạnh nghe thử Thầy liền nói tình độ là lừa gạt người Dạy cho mấy cụ già Cái đó không được Tôi nghe thấy điều này Tôi thấy rất buồn Học trò nghe vị Pháp Sư này nói Pháp môn này hay Vị Pháp Sư kia nói Pháp môn kia hay Vì vậy học sinh sau khi học 4 năm rồi Rất mù mịt không biết cái nào hay đây chính là chỗ không bằng người xưa người xưa gần gũi một vị thầy không có một vị thầy thứ hai thế pháp phật pháp từ xưa đến nay cái gọi là sư thừa thật sự bái một vị thầy bái một vị thầy là vĩnh viễn phải nghe lời vị thầy này điều này hiện nay là không có rồi tôi được coi là người vô cùng may mắn chạm được chút xíu cái rìa như vậy thật sự gặp được thiện tri thức, có duyên với thầy. Thầy cũng rất thích dạy bạn. Bạn cũng sẵn sàng tiếp nhận sự hướng dẫn của thầy. Cái này ở phần trước tôi cũng đã báo cáo qua với các vị rồi. Ba điều giới luật của thầy đối với học trò. Điều thứ nhất, chỉ được phép nghe mỗi một mình thầy. Ngoài thầy ra Bất kỳ pháp sư cư sĩ đại đức nào Giảng kinh thuyết pháp Thấy đều không được phép nghe Đây là giới điều thứ nhất Giới điều thứ hai Chưa có được sự cho phép của thầy Bất kỳ sách gì Kể cả kinh Phật Không được phép xem Phải được sự đồng ý của thầy Điều kiện thứ ba Những thứ mà bạn học trước đây Nó thật ra Tôi trước khi gần gũi lão sư Lý Chỉ gần gũi một người là đại sư chương gia Được ba năm Lão sư Lý vô cùng khâm phục Đối với đại sư chương gia Lão sư nói đây là một người thật sự có tu hành Còn về cảnh giới của thầy ấy Là gì thì không biết nhưng mà thân tâm trong lành tự tại điều này là quyết định có thể khẳng định tôi theo đại sư chuyên gia ba năm sau đó đi bái lý lão sư làm thầy thầy liền đem ba năm đó đều phủ định cái mà anh học trước đây tôi không thừa nhận anh muốn làm học trò của tôi kể từ hôm nay bắt đầu học từ đầu ba điều kiện này anh về suy nghĩ xem có thể tiếp nhận thì anh hãy đến chỗ của tôi tôi nhận anh làm học trò dạy anh không thể tiếp nhận thì sao ngoài kia thì tri thức rất nhiều bạn có thể gần gũi vị nào thì tùy ý khi tôi suy nghĩ xong những là tiếp nhận hoàn toàn tiếp nhận Sau khi tiếp nhận Thầy sau đó còn nói thêm Tôi dạy anh 5 năm Hay nói cách khác Trong 5 năm này Anh phải quyết định tuân thủ Sau 5 năm thì sao Anh có thể đi tham học Tham học Chính là người nào giảng kinh thuyết pháp Đều có thể nghe Sách gì anh cũng có thể đọc Tức là hoàn toàn mở cửa năm năm này là quyết định không mở cửa phải nghe mỗi một mình thầy các gì thợ nghĩ đạo lý gì vậy là bồi dưỡng tâm thanh tịnh của bạn không có gì khác nghe hai người vừa mới nói hai con đường nghe ba người thì có ba con đường bản thân bạn chưa có làm chủ bạn chưa có năng lực biện biệt thị phi chưa có năng lực biện biệt tà chánh chưa có năng lực biện biệt thật giả Cho nên Hoàn toàn nghe sự chỉ đạo của Thầy Sau 5 năm Thân tâm bạn thanh tịnh Phiền não nhẹ Trí huệ tăng Bạn có cái năng lực này Có cái năng lực này Nếu như Thầy không mở cửa Thì vì Thầy đó là có tội lỗi rồi Là có lỗi với học trò Có cái năng lực này Mở cửa Mở cửa gọi là tham học Tham học là bạn có năng lực biện biệt thị phi bạn nghe nhiều đi nữa cũng không sao bạn biết người nào nói đúng người nào nói sai có năng lực biện biệt vì mới bảo bạn ra đi tham học tham học thành tựu hậu đắc trí năm năm dưới sự chỉ dẫn của thầy trách nhiệm của thầy là giúp bạn thành tựu căn bản trí căn bản trí là gì vậy trong kinh bát nhã gọi là bát nhã vô tri cho nên năm năm này thầy hướng dẫn bạn là muốn thành tựu bạn vô tri cũng chính là chỗ này nói là vô niệm vô tướng học là học cái này Bạn căn bản trí Vô tri thành tựu rồi Bác nhã vô tri thành tựu rồi Thì thầy mở cửa để bạn ra đi tham học Tham học để thành tựu cái gì vậy Hậu đắc trí Là vô sở bất tri Bác nhã vô tri Vô sở bất tri Vô sở bất tri Là do tham học mà có Chúng ta đọc hoa nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tây Đồng Tử 53 Tham Mọi người đều biết Thầy của Thiện Tài Là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Ông ở trong hội Bồ Tát Văn Thù Thành tựu căn bản trí Cũng chính là thành tựu vô tri Thành tựu tâm thanh tịnh sau khi được tâm thanh tịnh rồi Bồ Tát Văn Thù liền khuyên ông ra đi tham học Là 53 tham Vì thiền tri thức đầu tiên là tỳ kheo đức dân Đức dân dạy ông điều gì vậy? Pháp môn niệm Phật Năm mươi ba vị thiền tri thức Pháp môn mà mỗi người học không như nhau ông tất cả đều tham vấn ông không chướng ngại ông tự mình có chủ tể mọi thứ tôi đều biết mọi thứ không chấp trước bài văn đó đọc thấy vô cùng thú vị một đoạn sau cùng niệm đức lễ từ niệm đức là cảm ơn Thầy thành tựu cho tôi Khiến tôi tăng trưởng trí huệ Tư là gì vậy? Là tôi không học pháp môn này của Thầy nữa Pháp môn của Thầy tôi hiểu hay không vậy? Hiểu Phải mỗi một pháp môn đều hiểu Tôi hoàn toàn không học pháp môn của Thầy Tôi còn phải học cái pháp môn của chính tôi Là pháp môn niệm Phật các bạn có thể thấy ra thiện tại niệm Phật Người đầu tiên là dạy ông niệm Phật Chúng ta gọi là vào trước là chủ Đến người cuối cùng Vì thiền tri thức Thứ 53 là Bồ Tát Phổ Hiền Mười đại nguyện dương Dẫn về cực lạc Bạn thấy cái tham học này của ông Rất có ý gì Một cái mở đầu Một cái kết thúc Hai cái này là quan trọng nhất Đây chính là chứng tỏ pháp môn Và thiền tài đồng tử Từ đầu đến cuối tu Là niệm A-di-đà Phật Cầu sanh cực lạc Trong đó bất kể tham vấn bao nhiêu pháp môn Mọi thứ đều nghe Mọi thứ đều quan sát Một câu a di đà Phật niệm đến cùng Hoàn toàn không có thay đổi Tôi có niềm tin đối với pháp môn niệm Phật Là từ cái chỗ này mà có Là được sự gợi ý từ Kinh Hoa Nghiêm Văn thù là niệm a di đà Phật Cầu sinh thế giới cực lạc Bồ Tát Phổ Hiền cũng là niệm a di đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc Thiện tài là học trò của họ Thì đâu có ngoại lệ được Cho nên thiện tài là niệm a di đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc Kinh Hoa Nghiêm Thật sự là sâu xa vô cùng Cho nên tham vấn thiện tri thức gọi là tham học bản thân chưa có căn bản trí thì không có tư cách tham học bạn ra bên ngoài nghe người ta nói cái gì là chuyển theo người ta cái nấy tâm bị chuyển bởi cảnh giới loại người này không thể tham học tham học là hỏng ngay người thật sự có tư cách tham học giống như trong kinh lăng nghiêm nói nếu chuyển được cảnh giới vì là có tư cách tham học không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài Mà có thể chuyển được cảnh giới Vì mới có tư cách đi ra tham học Đó chính là học rộng nghe nhiều Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi học Phật Ở chỗ này đã nảy sinh ra sự hiểu lầm rất lớn Cho rằng Học Phật nhất định là phải học rộng nghe nhiều Không sai Trong tứ hoàng thể nguyện đọc pháp môn vô lượng thể nguyện học tôi là cần phải học đó là tham học nhưng mà câu phía trước của pháp môn vô lượng thể nguyện học bạn đã quên mất rồi phiền não vô tận thể nguyện đoạn phiền não đoạn hết rồi mới có thể học vô lượng pháp môn vừa mới nói phiền não đoạn hết rồi chính là căn bản trí thành tựu căn bản trí chính là lìa niệm phiền não chưa đoạn thì không thể học pháp môn học càng nhiều thì phiền não càng nhiều không thể gần gũi rất nhiều thiện tri thức gần gũi rất nhiều thiện tri thức thì thị phi rất nhiều điều này cũng như trung quốc thường nói quen biết nhiều người thì lắm thị phi tâm thanh tịnh rồi tiếp xúc nhiều người đi nữa mà tâm vẫn thanh tịnh Một chút thị phi cũng không có Người đó thì được Bạn có tư cách đi tiếp xúc đại chúng Người bị chuyển bởi cảnh giới Quen biết nhiều người sẽ không tốt Có chứa ngại Sở dĩ khi bạn biết nhiều chuyện Thì bạn phiền não càng nhiều không những biết chuyện bạn sanh phiền não Mà biết nhiều kinh thì phiền não càng nhiều Cho nên kinh cũng không được phép biết Tại vì sao bạn học một bộ kinh Không cho phép bạn xem bộ thứ hai gì Thầy thật sự giỏi sẽ hạn chế bạn Không cho phép bạn xem tất cả kinh Tại vì sao vậy? Sanh phiền não Phật ở trong bộ kinh này nói không Ở trong bộ kinh kia nói có Thích ca mâu ni Phật rút cuộc là không hay là có Khiến tôi rối tung cả lên luôn cả Phật rồi Họ không biết Phật nói không, nói có Là do đối tượng của cách nói đó khác nhau Người này chấp trước có Phật liền nói không để phá chấp trước của họ mà thôi Người kia chấp trước không Phật nói có để phá cái chấp trước không của họ Phật có thuyết pháp hay không Không thuyết pháp Phá chấp trước của chúng sanh mà thôi Chứ Phật đâu có pháp để nói nhưng mà chúng ta chấp trước pháp nghe phật nói có liền chấp trước có nghe phật nói không liền chấp trước không và nó có hỏng hay không hai câu nói này rất vô cùng quan trọng ý nghĩa một chút cũng không nên hiểu sai hiểu sai thì chúng ta bị thiệt thòi lớn rồi nhất thiết phải đọc nhiều đại thừa các gì phải biết Là một bộ kinh Sau khi thuộc kinh sẽ khai ngộ Chúng ta nhìn thấy trong lục tổ đàn kinh Thiền sư Pháp Đạt Đọc kinh Pháp Hoa Ngài đã đọc 10 năm Khi gặp lục tổ Đánh lễ đầu không sát đất lục tổ nhìn thấy rồi sau khi ngài lại xong đứng dậy lục tổ liền nói với ngài khi ông vừa rồi lễ bái tôi đầu không sát đất ông nhất định có chỗ đáng để tự hào ông nhất định có chỗ đáng để tự hào ngài liền thừa nhận ngay Pháp Đạt rất thành thật thừa nhận Ông có gì đáng để tự hào vậy Tôi đọc Pháp Hoa ba ngàn bộ Kinh Pháp Hoa rất dài Một ngày chỉ có thể đọc một bộ Ba ngàn bộ là mười năm Đã niệm Kinh Pháp Hoa mười năm Người khác chưa làm bao giờ Đáng để tự hào Cho nên lễ bái đầu không sát đất lục tổ liền kiểm tra ông kinh pháp hoa đã tụng thuộc như vậy thế ý của kinh pháp hoa nói là gì ngài không trả lời được đọc thì đọc rất thuộc mà ý trong kinh pháp hoa là gì thì không biết ngài xoay trở lại thỉnh giáo lục tổ lục tổ nói tôi không biết chữ tôi chưa từng tụng kinh pháp hoa cũng chưa từng nghe ai tụng bao giờ, ông tụng cho tôi nghe thử. Pháp đạt liền tụng cho ngài nghe. Tụng đến phẩm thứ hai, phẩm phương tiện, kim pháp hoa có 28 phẩm. Tụng đến phẩm thứ hai. Lục tổ nói thôi được rồi, không cần tụng nữa, tôi đã biết rồi. Lục tổ liền giảng cho ông, ông liền khai ngộ ngay. Giờ lúc này ông mới không phục lục tổ Lại bái đầu sát đất Bạn mới biết được Một bộ kinh khi thuộc rồi Tâm ông thanh tịnh Tâm ông định rồi Cho nên khi gặp được cao nhân chỉ điểm cho mấy câu ngài liền thông đạt ngay Nếu như khi bạn làm rất tạp Rất loạn thì vô phương rồi Gặp được người sáng suốt đi nữa đối với bạn cũng đành phải bó tay sai lầm mà chúng ta ngày nay học phật phạm là ở chỗ nào vậy làm quá nhiều tục ngữ nói ở trong lòng có chứa đóng rác rất là tồi tệ người tài giỏi đi nữa cũng không có cách gì trừ sạch cho bạn được dọn dẹp cho bạn được đây là chứng minh làm gì cũng phải chuyên phải tin không được tạp cái gì phải nhớ kỹ cửa Phật có một nguyên tắc thông một kinh thì thông tất cả kinh bạn không nên cho rằng ta đọc thật nhiều mới thông thế thì bạn đã hoàn toàn nghĩ sai rồi thông một cái rồi thì tất cả đều thông suốt lục tổ chưa từng học pháp qua pháp qua thông rồi vừa nghe liền thông là đạo lý gì vậy Phần trước đó rồi Dạng Pháp nhất như Ngài đã chứng được nhất như Cho nên vừa tiếp xúc Liền sáng tỏ tỳ kheo ni vô tận tạng Cả đời niệm kinh Niết Bàn Kinh Niết Bàn niệm rất thuộc Mà ý nghĩa cũng không hiểu Bà niệm lục tổ Giảng cho bà Bà khai ngộ Kiến tánh chứng quả rồi Chúng ta ở trong những bài học này của người xưa Nếu bạn thấy hội thật tỉ mỉ Tại sao họ có thể làm được Tại vì sao ta làm không được Ta học tạm Ta học loạn rồi Cái người ta học là chuyên tinh Thâm nhập một môn Họ thật sự có thể vào được rồi hy vọng chúng ta ghi nhớ những bài học lịch sử này bài học thành công của đại đức xưa chúng ta tuân theo con đường của họ mà đi họ đi thông rồi tin rằng bản thân chúng ta nhất định cũng có thể đi thông suốt cái này vô cùng vô cùng quan trọng hiện nay thời đại khác nhau quan hệ thầy trò so với trước đây khác nhau rất lớn lý lão sư tuy đối với mấy đứa học trò này của chúng tôi vẫn là sử dụng phương pháp cổ xưa Nhưng đã nới lỏng hơn Rất nhiều, rất nhiều rồi Người hiện đại chúng ta Cái gọi là dục vọng Muốn biết Rất mạnh mẽ Thì vậy chúng ta học Cái giống như vậy Chúng ta không cam tâm, không muốn Thầy cũng biết Biết được cách nghĩ của chúng ta là sai cách của họ mới đúng Nhưng mà chúng ta không cam tâm Không muốn, không thể tiếp nhận Thế là Thầy Cũng đành mở rộng cửa phương tiện Cửa phương tiện mở như thế nào vậy? Chỉ cho phép học một bộ kinh Một bộ kinh sau khi học được rồi Có thể học được bộ thứ hai Thầy mở cửa phương tiện này cho chúng tôi Có thể học mấy bộ Nhưng mà một bộ học xong Thì mới có thể học bộ thứ hai một bộ chưa xong thì không được phép học bộ thứ hai thế thì sao gọi là xong sao gọi là chưa xong vậy tiêu chuẩn của bản thân thầy là lên bục giảng kinh lên bục giảng được rồi thì bạn có thể học bộ thứ hai thí dụ tôi học kinh di đà tôi chính thức giảng kinh di đà ở trong buổi giảng lớn thầy mới tính làm bộ kinh này bạn đã học xong bạn chưa lên bục giảng thì không được tính là học xong lên bục giảng qua một lần bạn có thể học tiếp bộ kinh thứ hai với thầy đây chính là mở rộng cửa phương tiện Vào thời xưa không như thế Vào thời xưa thật sự là Một bộ kinh học đến cùng Chỉ ít là 5 năm Đây là từ chỗ này mà nói Chúng ta ngày nay không bằng người xưa duyên phận phước báo đều không sánh bằng cho nên người xưa nhanh thành tựu số lượng thành tựu nhiều hiện nay tuy có được khoa học kỹ thuật thuận tiện nhưng tránh lại vì mặt tu học chúng ta không bằng người xưa thành tựu chậm người thành tựu rất hiếm hoi đây là đọc đại thừa như thế nào gần gũi thiện trí thức như thế nào ở chỗ này cũng đã cung cấp cho các vị đồng tu làm tham khảo thiện tri thức chân chánh đến đâu để tìm không có trên đầu thiện trí thức lại không viết chữ bạn làm sao có thể biết được càng là thiện tri thức chân chánh thì càng khách sáo càng khiêm tốn họ không thừa nhận thật sự có đạo lý có học vấn bạn đến gần gũi họ họ không thừa nhận họ nói tôi không có đạo đức tôi không có học vấn không có tu trì bạn nghe ở ngoài đã hiểu lầm rồi đó là người ta tán thán quá mức không phải sự thật rất khiêm tốn Thiền tri thức giả thì khác Rêu rao khắp nơi Tôi chính là thiền tri thức Các bạn đến gần gũi tôi là được rồi Tôi không kém hơn người nào cả Đó chưa chắc là thiền tri thức Vậy là thiền tri thức khó cầu Như thế vào trước đây Vẫn có một cái phương pháp có thể tìm được Hiện nay cái phương pháp này thất bại không thể tìm được rồi phương pháp trước đây là gì vậy đóng cửa ở am tranh nghe nói ở nơi đó có người bế quan gõ cửa thỉnh giáo họ đó là thiện trí thức chân chánh là người cấm túc ở am tranh trên núi đây là thiện trí thức chân chánh người như vậy Đều là người sau khi đi tham học trở về Cũng chính là nói Căn bản trí Hậu đắc trí của họ Thế đều đạt được rồi Đạt được tại vì sao phải đóng cửa Cấm túc như vậy Không có người thỉnh họ giảng kinh Cái pháp này Hoằng pháp Phải có người khải thịnh Không thể nói Tôi đến chỗ bạn giảng kinh Cái này không được phép vì là không thể giảng được Lời đó nói nghe ngựa ngùng quá Đó chính là tự đại, ngạo mạn Không được phép, nhất định phải có người khải thỉnh Không có người khải thỉnh Làm thế nào đây Liền đóng cửa, cấm túc Tự mình, tự tu Tài cao học rộng Vẫn gắn tiến lên Chờ đợi Long Thiên Mời ra Cũng chính là chờ đợi cơ duyên Đó là thiện tri thức chân chánh cho nên người bạn tham học đi tìm những người này những người này bạn đi tham vấn nếu như họ giải đáp cho bạn không thỏa mãn hoặc giả là giải đáp sai rồi thì bạn có thể mở cửa thất của họ nào hãy cùng đi tham học với tôi đi bạn vẫn chưa đủ tư cách bế quan đó là sự thật đây là tiêu chuẩn của bế quan cấm túc ở núi trước đây đều là kiểu này ngoài ra còn có một tiêu chuẩn khác cũng có thể cấm túc cũng có thể đi ở núi là người dạng nào vậy họ không nhất định là trí huệ mở rồi trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ giáo hạ gọi là đại khai viên giải họ chưa có đến trình độ này nhưng mà phước báo của họ quá lớn chúng ta ngày nay nói mức độ nổi tiếng Quá lớn tên tuổi quá lớn người đến thăm họ rất nhiều khiến cho bản thân họ căn bản không thể tu hành cho nên họ có thể tuyên bố bế quan ở núi đem tất cả những thứ xã giao này từ bỏ hết cái này có thể người đó là bế quan thật sự tiến tu họ không phải thật sự có thành tựu đây là người phước báo lớn danh tiếng lớn được ở núi và bế quan chỉ có hai loại người này hiện nay dân chủ tự do mở cửa không có hạn chế cho nên vào thời đó sau khi tôi đã xuất gia thợ giới có một vị cư sĩ ông có một ngôi biệt thự ở trên núi tôi đến xem thấy rất vừa ý ở nơi đó niềm phật sẽ rất tốt ông muốn cúng giường cho tôi tôi nói được tôi sẽ đi ở núi tôi đem cái sự việc này trình lên thầy liền bị thầy mắng cho một trận thầy mới nói cho tôi biết ở núi và bí quan như vừa rồi tôi nói thầy nói anh có tư cách gì chứ anh đã khai ngộ hay là tiếng tâm quá lớn xảy ra quá nhiều hay điều kiện đó đều không có thôi cứ ngoan ngoãn đi tham học khắp nơi đi. Cho nên tôi mới biết hóa ra tôi chưa có tư cách. Nhưng mà các sư huynh sư đệ của tôi không ít người đã từng bế quan. Tôi có một sư huynh pháp sư Giác Minh. Trước đây từng làm thầy trụ trì chùa Cực Lạc Tân Thành thầy viên tịch tại chùa cực lạc thầy cùng khóa với tôi xuất gia cùng một thầy sau khi thầy thọ giới liền bế quan ở nam bộ bế quan ba năm tôi đã từng vào trong thất thăm thầy thầy nói với tôi ở trong giới phật giáo xảy ra chuyện gì việc lớn việc nhỏ thầy thấy đều biết tôi cũng không biết thầy đều biết cả tôi nói lợi hại thật ở trong thất bà dò hỏi những chuyện ở khắp nơi thầy muốn xem kinh kinh sách tôi thu thập rất nhiều thầy mượn tôi một bộ sớ trung quán luận 12 cuốn đóng gáy lò xo Thầy mang vào thất rồi Thầy đến năm thứ hai Hai năm rồi Tôi đến thăm thầy Cũng tiền thể muốn đem bộ sách này về Kết quả sau khi lấy sách về 12 cuốn này Thầy mới xem được cuốn thứ nhất Cuốn thứ hai chưa động đến đây là chứng tỏ tính chất bế quan hiện nay so với bế quan trước đây là khác nhau cho nên thiền tri thức cũng không thể tìm ra là thật sự khó rồi vì bất đắc dĩ mới nghĩ ra cái biện pháp thứ ba tìm người xưa vì là không sai ngày nay người nào là thiền tri thức thì không tìm ra ta tìm người xưa lấy đại đức xưa làm thầy nhớ kỹ học với một người giống như chúng tôi lần này giảng kinh kim cang chúng tôi tìm được cư sĩ giang dị nông lời mà chúng tôi giảng là hoàn toàn căn cứ vào lời của mỗi một mình ông hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh kết cấu chương pháp chỉnh tề vậy là tốt rồi đây cũng chính là điểm mà trước đây thầy lý dạy cho chúng tôi chúng ta muốn học một bộ kinh đương nhiên phải dựa vào chú giải tìm chú giải phải nương vào một người như vậy mới không bị sai làm như vậy theo thời gian đương nhiên có thành tựu một vị thầy hướng dẫn thiết lập cơ sở đặt nền móng sau đó hãy đi tham học ở trong tâm trí huệ mở rồi có năng lực biện biệt được mất biện biệt thị phi biện biệt tà chánh có năng lực như vậy Thế thì không thể sai được Hai câu này dứt khoát không được hiểu sai Ở trong tứ hoàng thệ nguyện Sau khi phiền não đoạn hết rồi Mới có thể học rộng nghe nhiều Học rộng nghe nhiều là tham học Chính là 53 tham của thiện tài Thiện tài ở chỗ Bồ Tát Văn Thù đó chính là tu phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Phiền não của ông là đoạn hết ở trong hội của bồ tát văn thù. Sau khi đoạn rồi, thầy liền bảo ông hãy đi ra ngoài để tham học. Chưa đoạn phiền não thì chưa có tư cách tham học. Cho nên tứ hoàng thể nguyện là có thứ tự. Cái mà người hiện nay làm phiền phức ở chỗ nào vậy? Hai nguyện phía trước không cần Chỉ cần hai nguyện phía sau đầu chúng sanh cũng không cần Đoàn phiền não cũng không cần Mặc kệ nó Vừa mở đầu liền học pháp môn Thành Phật đạo Chưa được mấy ngày họ đã tuyên bố Họ thành Phật rồi Tứ hoàng thệ nguyện Hai cái phía trước không cần Thế thì hỏng rồi Giống như xây nhà lầu vậy Bốn tầng Tầng một Tầng hai không cần Tôi xây ba tầng tầng thứ tư thứ ba cái mà người hiện nay là làm những thứ này cho nên không có sự trải nghiệm của người xưa không có thành tựu của người xưa xem tiếp văn dưới đây thủ tiên yếu minh liễu lục trần đẳng cảnh duy hư vô thực bất vi sợ mê đây là trí huệ chân thật Phần trước nhiều lần nói qua với các vị đồng học rồi Hiện tượng sáu trần trước mắt chúng ta Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Chỉ chẳng qua là Tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo Chín trăm lần sanh diệt trong sát na Thật sự là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được bạn thật sự hiểu rõ cái chân tướng sự thật này thì bạn sẽ không bị mê bởi cảnh giới cũng chính là nói ở trong tất cả cảnh giới sẽ không khởi tâm động niệm sẽ không có vọng tưởng chấp trước nếu bạn không hiểu rõ cái chân tướng sự thật này vì thì vọng tưởng chấp trước là chắc chắn không thể tránh khỏi có vọng tưởng chấp trước liền tạo lục đạo luân hồi lìa vọng tưởng chấp trước liền ra khỏi tam giới biết được tất cả pháp duy tâm ngoài tâm không có pháp mấy câu này là cốt lõi của bát nhã lời khai thị quan trọng nhất ở trong kinh bát nhã ở trong mấy câu này Người thật sự có thể ngộ Thì cái thành tựu đó nhanh chóng Không thể nghĩ bạn Thử thị khiển đảng Trần cảnh chi phương tiện Tiệm tiệm nải năng Hung vô điểm trần Hung vô điểm trần Chính là chúng ta gọi là tâm địa thanh tịnh Lục tổ gọi là Xưa nay không một vật Chỗ nào dính bùi dơ Chính là cái ý này Đây là công phu chân thật Tâm thanh tịnh rồi Trí huệ liền khai ngay Trí huệ chính là Tâm thanh tịnh khởi tác dụng Chính là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh cho nên cái trí huệ này không phải đến từ bên ngoài không phải do học mà có vì vậy mọi người dứt khoát không được hiểu lầm chúng ta đọc kinh đại thừa đọc nhiều sẽ khai trí huệ là không có chuyện đó không những là tâm môn không thừa nhận mà giáo hạ cũng không thừa nhận đại sư thanh lương đã từng nói ở trong chú giải kinh hoa nghiêm sớ sao kinh hoa nghiêm có giải không hành đây chính là đọc kinh đại thừa rất nhiều không hành là gì vậy? Là không có chăm chỉ tu hành Chăm chỉ tu hành Là lìa niệm lìa tướng Không hành chính là không có lìa niệm Không có lìa tướng Kinh Đại Thừa đọc rất nhiều Cái kết quả đó là Tăng trưởng tà kiến Không phải tăng trưởng trí huệ Là tăng trưởng tà kiến nếu chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Hiểu rõ cái sự thật này Mới biết rằng Tại vì sao thì trí thức chân chánh bảo bạn Đọc một bộ kinh Không bảo bạn đọc hai bộ kinh Tâm bạn không có thanh tịnh Vẫn còn vọng tưởng Vẫn còn phiền não Vẫn còn thị phi Vẫn còn nhân ngã Khi bạn đọc càng nhiều Sẽ tăng trưởng tà kiến Không phải tăng trưởng trí huệ còn có một số người có cái quan niệm sai lầm tôi chỉ cần chăm chỉ dụng công là được rồi không cần phải đi hiểu những kinh đại thừa này không cần đọc kinh ở nhà dụng công tham thiền cũng tốt niệm phật cũng tốt tất cả đều không cần thanh lương cũng đã nói có hành không giải tăng trưởng vô minh đều sai cả rồi Đây là lời của Tổ sư Tông Hoa Nghiêm Thì đâu có thể có sai được Vì là giống nguyên lý trong Kinh Kim Cang nói Hai bên có không, không được chấp Chấp một bên là sai lầm Chấp có cũng sai, chấp không cũng sai Vì vậy, trong pháp hành Nhất định là hành giải tương ưng Thế là đúng rồi Hành giải phải tương ưng Nhất định phải có thầy hướng dẫn Mới không đến nỗi Đi sai phương hướng Mới không đến nỗi Đi vào rất nhiều đường Oan uổng Đây là điều rất vô cùng quan trọng Dưới đây nói cho dù có ý nghĩ cũng rất nhỏ nhiệm Sau đó mới có thể đoạn nó Người chân tu hành đoạn niệm đương nhiên là khó Nhưng mà ý nghĩ phải nhạt hơn nhiều So với người bình thường Đây là sự thật Chỉ cần chăm chỉ tu hành Thì vọng tưởng của chúng ta Mỗi năm Một ít hơn tháng sau ít hơn tháng trước Đây là cảnh giới tốt Người này có tiến bộ Nếu như chúng ta tu hành Vọng tưởng phân biệt chấp trước Phiền não của chúng ta không khác gì So với năm trước Thậm chí là khi chưa học Phật Dường như phiền não còn ít sau khi học Phật rồi phiền não nhiều thêm Càng học càng nhiều Thế là sai rồi Quá đổi sai lầm Sự tu học Phật Pháp Ở trên kiểm điểm công phu mà nói Quyết định là phiền não nhẹ Trí huệ tăng Công phu của bạn là đắc lực Bạn tu học là rất thuận lợi công phu đắc lực giả dụ không phải cái hiện tượng này thì bạn cần nghiêm túc phản tỉnh lại bạn sai rồi sai lầm không ngoài hai loại lớn một cái là sai lầm trên lý luận một cái là sai lầm trên phương pháp nhất định phải đem sai lầm điều chỉnh trở lại Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp Khai trí huệ Thì chuyển phàm nhập thánh Chi su nữ Bất luận tu Pháp môn nào Niệm Phật cũng là như vậy Người niệm Phật có thể khai trí huệ Càng niệm tâm càng thanh tịnh tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ. Trí huệ hiện tiền chuyển rồi. Cái cảnh giới này từ từ đang chuyển. Chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng thường hay nhắc nhở các đồng tu. Chuyển tâm luân hồi. Thành tâm Bồ Tát Tâm Luân Hồi là gì vậy? Tham, sân, si, mạng, nghi Đây là tâm Luân Hồi Bạn chỉ có những thứ này Đây chính là tạo lục đạo Luân Hồi Tâm Bồ Tát là gì vậy? Từ bi hỷ xã bạn có thể chuyển từ chỗ này là tốt rồi tâm luân hồi là tâm phiền não là tâm ô nhiễm tâm bồ tát là tâm thanh tịnh là tâm giác giác mà không mê cho nên mọi người học Phật. Vào cửa Phật. Vừa vào cửa liền thọ giới Tam quy. Nội dung giới Tam quy nói là gì vậy? Chuyển phàm thành thánh. Vậy bạn ba phương pháp. Quy y Phật, Phật là giác giác mà không mê chuyển mê thành giác đây gọi là quy y phật chuyển tà thành chánh gọi là quy y pháp chuyển nhiễm thành tịnh gọi là quy y tăng kết nói này là của đại sư lục tổ huệ năng nói ở trong đàn kinh Huệ Năng là người thời triều đường Cách chúng ta hiện nay hơn 1.300 năm rồi Ngày truyền thọ quy y cho người Cách nói này Chúng ta có thể liên tưởng đến Phật Pháp truyền đến Trung Quốc là truyền vào khoảng năm thứ 10 Vĩnh Minh thời Hậu Hán là năm 64 sau Công Nguyên Trước khi truyền vào Trung Quốc ở Ấn Độ đã truyền rất lâu rồi Nếu theo như trong sách Trung Quốc ghi chép thì sau khi Phật diệt độ Một ngàn năm Phật Pháp truyền vào Trung Quốc là trong kinh Phật thường thường nói Chánh Pháp của Phật Một ngàn năm Tượng Pháp một ngàn năm Mặt Pháp một dạng năm Thích ca mâu ni Phật Truyền Pháp vào Trung Quốc là vào lúc Cuối thời chánh Pháp Và đầu thời tượng Pháp Truyền vào Trung Quốc Truyền vào Trung Quốc lâu như vậy Vì Pháp này càng truyền càng sai lệch là có sai lệch có sai lầm mọi người dần dần hiểu sai về tam bảo phật pháp tăng không biết được ý nghĩa thật sự của phật pháp tăng là gì thế là quy y không được lợi ích quy y là hữu danh vô thực cho nên đại sư huệ năng giảng tam quy cho mọi người là không dùng Phật Pháp Tăng Bạn xem thấy trong Đàn Kinh nói Quy y giác Quy y chánh Quy y tịnh Cách nói của Ngài như vậy Sau đó giải thích Phật là giác Pháp là chánh Tăng là tịnh Đây là giải thích cho chúng ta như vậy Khiến chúng ta đối với Ý nghĩa tam bảo hiểu rất rõ ràng không đến nỗi mê hoặc cho nên giác mà không mê chánh mà không tà tịnh mà không nhiễm thế thì mê tà nhiễm là phàm phu giác chánh tịnh là phật bồ tát từ mê tà nhiễm chuyển thành giác chánh tịnh chính là chuyển phạm thành thánh cách chuyển là như vậy cho nên tam quy gọi là phiên tà tam quy phiên là xoay trở lại người thế gian đều nương vào mê tà nhiễm làm đệ tử của phật rồi thì xoay trở lại nương vào giác chánh tịnh không mê, không tà, không nhiễm Đây gọi là quy y tam bảo chân thật Cho nên muốn khai trí huệ Không được mê hoặc điên đảo Vô lượng kiếp sống mê hoặc Cho đến ngày nay Vẫn phải tiếp tục mê tiếp nữa Thì thật sự là có lỗi với chính mình Nhất định phải giác ngộ Nhất định phải quay đầu không mê hoặc tiếp nữa Như vậy là khai trí huệ Kinh dân Dĩ thị danh tự Phụng trì danh tự Thị Kim Cang Bát Nhã cẩn dịch viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail chấm người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật